Xin chào các cô chú anh chị. Phía trước các cô chú anh chị là cô Trúc và cô Lê. Cô Lê thì đang ngồi trên võng. Dạ. Khoảng 2-3 năm trước thì cháu cũng có đến nhà quay á. Thì hai cô còn khỏe. Nay thì cô Lê bị tai biến rồi. Này nhìn cô rất là xanh xao luôn á. Cô bị tai biến lâu chưa cô Trúc? Mới được gần được hơi tháng rồi cháu. Được 2 tháng hả? Dạ. Bây giờ có một mình cô nó hơi chị em đỡ lên đỡ xuống cho không biết là nhờ ơi. Dạ. Xin giới thiệu qua các cô chú anh chị thì cô Trúc là chị lớn. Còn cô Lê là em gái của cô Trúc. Hai chị em cũng bị khuyết tật như nhau. Không có đi lại được. Đi phải nhờ vào xe lăn. Còn ở nhà thì chỉ di chuyển bằng hai tay thôi. Rồi cái việc đi làm để có tiền sinh hoạt như thế nào cô Trúc? Bây giờ thì có đồng đồ mình đã ăn đồng đó cho giờ cũng không biết nuốt rồi. Dạ. Bây giờ nó dài đời bây giờ thiếu thốn nhiều điều lắm. Dạ. Giờ hàng một tháng là nên cua không dám ăn, đi chợ con không dám mua, là đồng tiền để vệ sinh cho nó thôi cháu. Dạ. Cháu biết rồi. Thì bây giờ tiền bỉm bây giờ tốn tiền lắm. Dạ. Một tháng là 900 ngàn. Tiền cô Lê là bây giờ mang bỉm mà hả cô? Mang bỉm. Dạ. Mang bỉm cho nó đi rau có đi rồi, làm để dễ được. Rồi cô Trúc là lo hết hả? Thì cô bây giờ cô lo hơi chị em để lên để xuống thôi chứ giờ ơi lo. Dạ. Dạ. Chắc cũng rất là khó khăn luôn á. Khi mà hả? Cô một mình di chuyển đã khó rồi mà còn phải chăm cô Lê đi nữa. Dạ. Thì tới bữa thì đỡ nó lên, nó đã giãn thì nó ngồi giãn. Dạ. Chứ mà ra ngoài đây nó ngồi bình thường như mình không được, như bấy lần được. Bấy lần là ngồi ngoài. Ngoài được, còn giờ là phải quét ở nhà đồ cho cô. Chứ bây giờ cô cũng một mình cô nấu ăn cũng cô, mà đi chợ quá thì cô mua. Dạ. Chút biết gì đâu, gì mà nấu mới ăn với về vì sao này chả bấy. Dạ. Ăn rồi chán lắm, mệt. Dạ. Quá nghỉ. Dạ cô Lê đi từ trong phòng ra làm sao không được? Cái... Dạ. Cô đỡ ra. Có ôm cô kéo vô hả? Anh. Dạ. Nó rảnh thì nó đưa cháu đi học. Dạ. Cái hồi thì nó đỡ ra. Cái hồi thì không mơ thì nó lên tới cái cửa nè. Dạ. Nằm lát anh vô con cá tàu mà thảy ra ngoài vậy. Vậy hôm rồi ai đưa cô đi bệnh viện? Nhờ ông chú đây hả? Ừ, ông dạ. Im á. Dạ. Khổ quá ha. Giờ nói thiệt khó khăn lắm. Dạ. Khổ quá. Có người phải đi, cô phải mượn người tám cho tám cho nó đâu. Mượn tám cô ảm vô buồn tám gì được. Mượn người tám cho cô Lê. Dạ. Rồi 2 ngày 8 ngày thôi. 2 ngày 8 lần đó con. Với giờ ở ẩm cho mình nổi. Dạ. Có không thì cô lái thao á. Dạ. Đồ nghề đó. Cô còn bé kia kìa. Thì vô đây rồi lao rửa cho nó thôi. Dạ. Rồi tiền sinh hoạt ở đâu ra? Thì sinh hoạt thì có đồng đồ mình cho đồng đồ thì để dành nó sinh hoạt cho nó. Dạ. Sinh hoạt cô bị sinh cho nó thôi. Dạ. Mình ăn tiền tiện, ví dụ 10 ngàn mình ăn lựa 5 ngàn. Dạ. 5 ngàn để dành nó. Cô, qua... cô Lê là năm nay nhiêu tuổi rồi ta? 6 à. Cô Lê năm nay 62, còn cô Trúc? 32 à. Cô Trúc 72 tuổi rồi. Ừ. Là hơn nhau 10 tuổi á, cách nhau 10 tuổi, 10 năm. Dạ. Hai chị em giờ sống ở đây thôi. Quanh quẩn ở nhà thôi chứ giờ cũng đâu có đi đâu nữa. Đi đâu dạ. Đi đâu mà cho
ở nhỏ ở nơi này. Lại thấy cô Lê uống thuốc là uống thuốc gì cô Lê? Thuốc nhức mũi là đau đó, nó là bị đầu này đau à, nổ à, đau đào hả cô? Ta là giường à, hôm rồi là tai biến là cô té từ trên giường té 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 xuống rồi sau đó tai biến luôn. Dạ. Ngồi chơi chứ đừng ngõ gục ở đâu chứ không. Dạ. Có bữa cũng một mình đỡ lên đỡ chú rồi. Dạ. Rồi kêu là ở em kia nó kêu xe họ trả tới nhà. Dạ. Kêu xe tới nhà chở lên viện. Ừ, chở bệnh viện Nam 10 ngàn. Dạ. Cô Trúc với cô Lê thì ở thôn An Đại 1, xã Nghi Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Thì trong cái dịp về địa phương thì cũng ghé thăm hai cô, cũng thỉnh thoảng đến thăm hai cô. Anh biết hai cô từ những năm trước hay đến thăm. Nay thấy cô Lê là sức khỏe kém đi nhiều nè. Bây giờ dồn qua gánh nặng cho cô Trúc. Cô Trúc phải chăm cho cô Lê. Dạ. Ăn cơm là xong lâu chưa cô Trúc? Có mới ăn vừa xong. À, xong hả? Ăn ngày hồi bữa cho mấy. Dạ. Xin mưa cũng không nấu. Rồi sáng buổi sáng là không ăn 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 sáng hả? Xin mưa đi. Để chỉ ăn trưa với ăn tối thôi. Trưa ăn tối rồi. Dạ. Rồi, trưa nay cô Trúc cô Lê ăn cái gì? Thì ăn cũng giải đang cái xong rồi kìa. Dạ. Bấy nhiêu vậy thôi. Cô Trúc cô Lê cũng tự nấu nướng, tự đi chợ. Rồi cô Trúc chăm cho cô Lê. Ở đây có cái bếp này. Cái bếp, còn cái cửa màu xanh xanh là cái phòng của cô Trúc cô Lê đúng không? Dạ. Ăn rồi chung vô đó làm. Dạ. Một xíu cô Lê vô là cô Trúc phải kéo vô. Rồi. Hay là nhờ nắng quá nè. Ở trong đó nắng lắm. Dạ. Bây giờ ô ướt thôi mà được có cái gì? Cái máy lạnh hả? Máy lạnh. À, có cái máy lạnh cho mát ha. Mát ra bây giờ ôm ra ôm vô khó khăn quá. Dạ, có máy lạnh thì phải tốn tiền điện. Tiền điện thì mình nhịn ăn nữa. Rồi nhịn ăn rồi tiền thuốc nữa làm sao? Không kể nó cho mọi người. Rồi nó cũng có, nói chung là nó két cái kia đâu. Đúng rồi, có thêm một món là nó lại tốn thêm tiền của mình đó. Hợp đi một tháng là 300 ngàn. Tiền điện hả con? Ừ, tiền điện đó. Dạ, bình thường là một tháng bao nhiêu tiền? Mát quạt rồi đây cũng hơi trăm mấy ngàn. Dạ. Đó, khi bây giờ má lạnh nó là coi như cũng một ngày mình dùng cũng có mấy ngàn bọt đấy. Dạ. Giờ nắng quá, ở trong đó nắng quá, bây giờ không biết làm sao. Bây giờ cái rồi đêm nó ra đây, đêm ra đi vô khó khăn á. Dạ. Bây giờ cô ủ ướt rồi mà có cái mà vậy hơn. Dạ. Cô mở cái phòng ra coi thử được không? Được, cô dạ. Vô cứ mở đi. Cô mở đi, cô Trúc mở đi. Mở giùm cô Nam với cô Trúc đi được không? Cô Trúc cũng dẫn vô đi. Phòng của cô phải tự tay mở. Con thăm cô thử cô chú anh chị xem qua thôi. Cô Trúc di chuyển như vậy á cả nhà. Nấu ăn nhà nè. Mua con cá gì ăn còn. Dạ. Yeah. Mua cá nấu ngọt ha. Nấu ngọt rồi lấy nước để trong cho nó. Dạ. Nấu cho vô. Dạ. Để cô vô mở điện nè. Dạ, cô mở điện giúp con. Phòng này thì lắp máy lạnh được thôi. Phòng này là vô cô đồng nè. Bây giờ nắng quá, con cháu. Ừ, phòng có hai cô ngủ ở đây này. Nhưng mà lắp máy lạnh thì phải phòng kín đó cô. Ừ, phòng nó kín rồi. Dạ. Phòng này con thấy cũng có cái mấy lỗ hở ở trên nè. Mấy cái lỗ hở ở trên là phải trám lại hết đó cô. Đúng. Trám hết nó mới lạnh được. Tốn nhộn lao mọi người. Dạ. Ở trong này cũng trữ mì tôm nhiều quá con hả? Ừ, hôm nay đem vô hồi mấy, chào. Dạ, người ta mới cho. Đây nè. Dạ. Mình lao, nó vừa tái xuống thì như thỏ rồi. Dạ. Nước ý nữa nè. Dạ.
Mà cô muốn trong phòng của cô Trúc cô Lê nè. Bên này có cái giường nhưng mà đựng đồ rồi hả con? Giường bây giờ mày mùng bây giờ làm nắng quá mà ở làm cho được. Dạ. Yeah. Tháng 9 tháng 10. Dạ rồi giờ được rồi cô Trúc. Dạ. Yeah. Ra ngoài cho nó mát. Không ra đi rồi cô vô thôi. Dạ. Yeah. Cô Trúc ra đây ngồi. Đây đi cũng cô tắm. Dạ. Nó cắn cô nó cũng bị đau. Dạ, à, chân cô bây giờ cũng đau rồi hả? Ừ, mà không có đi mạnh được. Dạ. Thì cũng lâu rồi đến thăm hai cô á, cũng có cái quà nhỏ của cô Lệ ở thành phố Hồ Chí Minh á, cô gửi cho hai cô 1 triệu ha. Dạ. Cô cũng rất cảm ơn cho mấy. Dạ. Thì cô Lệ ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thì đây số tiền 1 triệu con gửi cho cô Lê cô Trúc cầm. Cô xem được đúng hai tờ không? Dạ, hai tờ. Hai tờ. Dạ. Cũng cảm ơn thấy. Dạ. Hỗ trợ hai cô tiền ăn uống. Còn qua cái clip này thì hy vọng các cô chú anh chị đó có thương thì hỗ trợ cho hai cô thêm gì cũng mừng hả con. À bây giờ cô nói thiệt bây giờ cho vui như cô cũng mừng ở chứ giờ mình không có mà. Dạ. Mình trên quật mình tiền mình không có. Dạ. Vậy cô Trúc với cô Lê vô phòng nghỉ đi hay là nghỉ trưa ở đây? Nằm đây nghỉ trưa nằm đó. Nằm ở đây luôn đúng không? Ừ. Dạ. Vậy thôi con xin phép nha. À. Dạ. À cô Trúc có số điện thoại không? Không. Không có số điện thoại hả? Xin ừ. Số điện thoại chú kìa. Chú có nói được không con? Chú viết giấy. À chú viết thôi hả? Dạ. À, cô Trúc cô Lê ở chung với một người em nữa. Thì người em đó cũng khoảng sáu mấy tuổi hả con? Hay năm mấy? Sáu, 68 tuổi. Thì chú có bị mổ cái avidan đó nên không có nói được. Cắt cái dây gì đó nên dây thanh quản nên không có nói được. Thì chú chỉ viết thôi. Nên khó liên hệ cho hai cô lắm. Dạ. Cô có điện thoại chứ mà bây giờ nó mất cái sim rồi. Mất sim hả? Ừ, điện thoại của bác. Con nhờ mấy đứa cháu nhỏ 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 gần đây nè. Nó đi mua cho con cái sim. Ừ. Để lỡ có ai cần đến số hay là cô liên hệ cho mọi người cũng dễ. Giờ lỡ bệnh hoạn này kia thì liên hệ người ta gần nhà gần số mà cũng tiện. Thì thôi chào hai cô ha. Cô cũng chờ má cháu á. Dạ rồi chúc cô hai con nhiều sức khỏe. Dạ.